xin lỗi các anh các chị ổn định để mình có thể tiến hành cái lớp học ngày hôm nay. Kính thưa các anh các chị, thưa ban lãnh đạo công ty và các anh chị em, thì theo chương trình, theo kế hoạch đào tạo chúng ta thì theo cầu pháp luật chúng ta sẽ đào tạo về chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động 2 năm 1 lần. Hàng năm thì theo theo thông lệ thì chúng ta đều tổ chức, có đơn vị bên ngoài họ sẽ giúp chúng ta tổ chức. Tuy nhiên để nâng cao cái chất lượng đào tạo cho nó sát với thực tế cũng như nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên nội bộ, thì năm nay công ty của chúng ta sẽ phối hợp với đơn vị bên ngoài để tổ chức. Có hai cái điểm mới trong năm nay. Cái điểm thứ nhất là các cái nội dung về yêu cầu của pháp luật thì chúng tôi vẫn bảo đảm, phối hợp với đơn vị bên ngoài vẫn bảo đảm theo yêu cầu của pháp luật. Tuy nhiên bên cạnh đó chúng tôi lồng các cái chuyên đề nó sát với cái công việc của nhà máy của chúng ta, của công ty của chúng ta. Cái điểm thứ hai nữa là chia sẻ với các bạn về các cái chuyên đề của chúng ta sẽ là những anh em giảng viên nội bộ của chúng ta. Thì đây cũng là lần đầu tiên các em đứng chia sẻ về nội dung này. Thì tôi mong rằng là cái đợt này đó là giống như anh em sẽ chia sẻ những cái nghiên cứu hoặc những cái hiểu biết bên em cho chúng ta cùng tham gia thảo luận. Bên cạnh đó thì có chỗ trung tâm họ sẽ hỗ trợ chúng ta về công tác về chuyên môn trong quá trình thảo luận hội thảo. Nếu các anh chị có những câu hỏi nào sâu hơn thì có đơn vị sẽ giúp chúng ta giải đáp. Phối hợp để chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay thì tôi cũng xin giới thiệu với các anh chị anh Võ Văn Cảnh, giám đốc trung tâm an toàn miền Nam. Nội bộ lên đây có thể cho mọi người biết là anh chị tham gia cái chuyên đề ngày hôm nay với anh em. Xin mời các em giảng viên nội bộ. Em chạy lên ngôi tế cung ấy. Có thôi con trên tế cung con đang. Đợi. Các anh chị, đây là cái lực lượng giảng viên nội bộ của chúng ta, thì cũng đề nghị các anh chị cho một tràng vỗ tay. Hy vọng rằng cái chương trình lần này thì đối với anh em nhà mình thì có những cái phần là chia sẻ thảo luận nó sát với công việc của chúng ta và nó thú vị cho công tác chúng ta. Thì cũng xin thưa với các chị là trong chương trình này chúng có một cái trò chơi nhỏ nhỏ cũng xoay quanh vấn đề giả tài thì cho anh sẽ điều phối. Và trong này cũng có những cái phần quà hấp dẫn, cũng mong các anh chị là tham gia một cách nhiệt tình. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức lớp học, xin cảm ơn các anh chị đã tham gia một cách đầy đủ vào chương trình. Xin cảm ơn các anh chị.